mụn đang thui. Vô đây nè. Một cách nữa. Đang 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 thôi. Cái hai muỗng hoàn toàn. Mấy phút rồi? Hai. Cho nãy giờ ăn cũng được.
Cái này có đau rồi hả? Cái này cái thứ ba rồi. Làm cái kia cho cô mà chắc cô đau quá rồi thôi. Kêu nãy rồi, kêu chị Ly một cái rồi. Nó trồng qua lại chứ. Nóng ghê. Nó đau hơn bữa nhiều. Nóng à? Đau hơn bữa nhiều. Trên đủ tắt đi. Trên đủ thì tắt đi.